chắc chắn là bạn đã từng nghe ở bài hát của Mr. Siro có một câu rất là buồn rằng là ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video, đó chính là vì sao các bạn nên ngừng theo đuổi một người mà không yêu các bạn. Như các bạn cũng biết ấy, thì tình yêu thì nó có thể mang đến cho chúng ta những cái phút giây ngọt ngào. Thế nhưng mà trái lại thì nó cũng sẽ mang đến những cái cảm giác đau đớn, đau khổ đến tột cùng đúng không? Và chắc chắn là chúng ta cũng đã từng nghe không ít những cái câu chuyện có những người thậm chí còn đánh mất cả bản thân mình vì tình yêu nữa cơ. Và ngày hôm nay thì mình làm video này để dành đến cho các bạn những người mà đang vô vọng đơn phương một ai đó, đang trải qua cái cảm giác mà nó gọi là đắng chát nhất của tình yêu, đang thất tình hoặc là đang mong mỏi một người trong vô vọng ấy. Mình biết trước đó là những cái cung bậc cảm xúc mà nó không hề dễ chịu một chút nào. Mình cũng từng là một người đã từng đơn phương, từng bị từ chối. Và mình tin rằng là dù là mình hay là các bạn thì cũng không đáng phải trải qua những cái cảm xúc như thế này. Chúng ta đều xứng đáng với những cái cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu. Chính vì thế ngày hôm nay thì mình muốn nói với các bạn, đó chính là vì sao chúng ta nên ngừng theo đuổi, ngừng đơn phương một người mà không yêu các bạn. Lý do đầu tiên đó là khi mà các bạn theo đuổi hay là khi mà các bạn đơn phương một người nào đó ấy, thì các bạn sẽ tự đưa bản thân mình vào cái trạng thái thiếu thốn theo luật hấp dẫn. Để mình giải thích nhá, khi mà bạn nghĩ rằng là bạn muốn cô ấy hay là bạn muốn anh ấy thì có nghĩa là lúc này bạn đang không có được người ta. Bạn mong muốn tới cái mức mà khiến cho bạn đau đớn, khiến cho bạn tuyệt vọng. Và đương nhiên rồi, lúc này thì bạn sẽ ngay lập tức rơi vào cái trạng thái thiếu thốn và sầu cảm. Và cái điều đấy thì nó sẽ tạo ra một cái trường năng lượng mà đối phương sẽ cảm nhận được ngay, những người khác xung quanh bạn sẽ cảm nhận được ngay. Và cái trường năng lượng đó thì sẽ khiến cho bạn cực kỳ kém thu hút luôn á. Mặt khác, khi mà bạn đã đóng đinh trong đầu mình, trong cái suy nghĩ của mình rằng là mình chỉ có thích anh ấy thôi, mình chỉ có thích cô ấy thôi, mình không thể dành tình yêu của mình cho ai khác được, nhất định phải là một cái người đó, thì ngay lúc này bạn đã tự tước đoạt đi cái sự đầy đủ trong quyền lựa chọn của bạn. Bạn có biết không, rõ ràng rằng là thế giới này thì có tới 7 tỷ người. Và đương nhiên là bạn có hàng tỷ sự lựa chọn khác ngoài kia cơ mà. Nhưng mà lúc này thì bạn lại nhất chỉ xoay quanh một người thôi. Bạn nhất chỉ chọn lựa một người thôi. Có nghĩa là lúc này thì bạn đang khước từ những cái cơ hội cuộc sống dành tặng cho bạn ấy. Nên là lúc này mình tin rằng là điều bạn cần làm ấy không phải là cứ nhất theo đuổi một người không hề thích bạn, mà bạn hãy mở lòng mình ra một chút để đón nhận những cái cơ hội khác mà vũ trụ mang đến cho bạn. Thì mình tin chắc chắn rằng là bạn sẽ tìm được một người phù hợp với bạn, một người xứng đáng với bạn, và bạn sẽ không phải trải qua những cái cảm giác đau khổ nữa ấy. Vì vậy thực sự thì mình muốn dành một lời khuyên đến cho các bạn, đó là nếu như mà bạn đã cố gắng rồi mà người ta vẫn không thích bạn ấy, thì đừng cố chấp theo đuổi một người mà không yêu bạn. Bởi vì biết sao không, bạn không hề có sức hấp dẫn với họ ấy. Và nếu như bạn cứ càng cố gắng níu kéo và theo đuổi trong vô vọng như vậy thì chỉ là bạn lại càng không có sức hấp dẫn với họ thôi. Vì vậy mình sẽ nói với bạn lý do thứ hai mà bạn không nên theo đuổi một người không yêu bạn theo luật hấp dẫn. Đó chính là khi mà bạn cố gắng theo đuổi một người trong vô vọng ấy, thì bạn sẽ chỉ càng làm gia tăng cái khoảng cách giữa bạn và họ thôi. Bạn có biết rằng là khi mà bạn theo đuổi một ai đó ấy, có nghĩa là bạn đang đặt cái vị trí của họ cao hơn bạn, họ tốt hơn bạn và họ tuyệt vời hơn bạn. Và điều này thì sẽ vô hình làm gia tăng cái khoảng cách giữa hai bạn ấy. Nhiều người ấy thì còn có thể bị rơi vào cái trạng thái là sùng bái hay là tôn thờ nữa cơ. Và bạn có biết không, bạn càng ngưỡng mộ, bạn càng tôn thờ người ấy bao nhiêu thì hình ảnh của họ sẽ giống như là những cái viên đá quý, kiểu sáng lấp lánh và sang trọng. Còn hình ảnh của bạn sẽ như kiểu là đất đá ở ven đường thôi. Chắc chắn là bạn đã từng nghe ở bài hát của Mr. Siro có một câu rất là buồn rằng là ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây. Và đúng, bạn nhìn những cái hình ảnh trực quan đấy xem, một cái ngọn cỏ ven đường thì chắc chắn là không thể nào mà với tới mây được rồi. Và bạn có biết không, đó là trong cái phần tiềm thức ấy. Có nghĩa là những cái khoảng cách giữa bạn và họ ấy thì đã quá là xa, xa đến nỗi mà bạn không thể với tới được. Và đây chính là luật hấp dẫn của vũ trụ. Bạn cứ mãi theo đuổi đối phương trong vô vọng như vậy ấy, thì lúc này bạn sẽ chỉ nhìn thấy ánh hào quang và những cái phẩm chất tốt đẹp của đối phương. Và bạn nhìn lại mình thì bạn lại thấy mình có phần kém cỏi và cảm thấy rằng là bạn không hề xứng đáng với họ. Và chắc là bạn băn khoăn rằng là không biết thì mình có xứng đáng với họ không. Và chính lúc này, chính cái lúc mà bạn tin rằng là bạn không xứng đáng với họ ấy, thì có nghĩa là bạn không hề xứng đáng với họ.
Bởi vì bạn có biết không, cuộc sống bên ngoài ấy chính là một cái tấm gương phản chiếu mà bạn cho phép họ nhìn thấy. Những cái hành động, những cái suy nghĩ của bạn ấy thì sẽ tiết lộ rằng bạn là người như thế nào. Và khi mà bạn nghĩ rằng bạn không xứng đáng ấy, thì bạn sẽ gửi những cái tín hiệu đó, những cái trường năng lượng đó đến vũ trụ. Và đương nhiên rồi, vũ trụ sẽ đáp lại bạn rằng là bạn không hề xứng đáng. Có phải rằng là bạn đang theo dõi họ từng chút trên mạng xã hội, bạn tương tư với họ, bạn tìm mọi cách để nói chuyện với họ, để liên hệ với họ đúng không? Bạn có thể ngắm hình ảnh của họ và rồi tự ngồi cười một mình. Và rồi khi họ chỉ cần cho bạn một chút xíu hy vọng, như là trả lời tin nhắn của bạn này, hoặc là cười một cái với bạn thôi, thì bạn sẽ kiểu sung sướng, vui sướng như kiểu đang có hàng ngàn con bướm bướm trong bụng ấy. Thôi thế nhưng lại có những cái giây phút mà bạn sống trong buồn tủi, bởi vì bạn nhận ra rằng là dù bạn có cố gắng như thế nào, dù bạn có muốn bằng chết ấy, thì họ cũng không thể nào là của bạn được. Bạn cực kỳ sùng bái họ và coi họ như là một thần tượng ấy. Và có một câu nói mình từng nghe được, mình thấy rất đúng, đó là khi mà bạn coi ai như một thần tượng ấy, thì đừng có trách họ coi bạn chỉ như là một fan hâm mộ thôi. Bạn phải hiểu rằng là khi mà hai người ấy thực sự thu hút nhau, nghĩa là khi mà hai người ở cái vị trí ngang bằng với nhau. Và chính bản thân bạn cũng cần phải yêu bản thân mình và cảm thấy rằng là mình xứng đáng với họ, thì bạn mới có thể xứng đáng với họ được. Và một điều mà mình cũng đã nhắc đến ở rất rất nhiều những video khác của mình rồi, đó chính là bạn phải yêu bản thân mình trước đã. Bạn hãy yêu bản thân mình trước đã thì người khác mới yêu thương bạn được ấy. Và đương nhiên rồi, chính bạn cũng phải coi bạn như là một viên đá quý, như là một ngôi sao, thì bạn mới có thể lấp lánh trong mắt đối phương được, và mới khiến đối phương bị thu hút và mới khiến đối phương yêu bạn được chứ. Vì vậy, điều mà video ngày hôm nay mình muốn nói với các bạn đó chính là hãy ngừng vô vọng theo đuổi một người mà không yêu bạn đi. Nếu như mà bạn đang ở trong trạng thái đó sau khi xem được video này, mình hy vọng rằng là các bạn hãy nghe mình nhá, hãy dừng lại cái việc đó bởi những cái lý do mà mình đã nói với các bạn ấy. Và điều quan trọng bây giờ các bạn cần làm đó chính là yêu thương bản thân mình. Khi mà bạn yêu thương bản thân mình ấy, thì bạn sẽ tạo nên những cái nguồn năng lượng tích cực, và biết đâu thì người đó cũng sẽ bị thu hút bởi bạn. Hãy yêu thương bản thân mình bằng cách là nếu như muốn đi học tiếng Anh thì hãy đi học tiếng Anh đi. Muốn tập thể dục thì hãy tập thể dục. Muốn cải thiện ngoại hình thì hãy cải thiện ngoại hình. Và dành cho những ai mà đang muốn cải thiện ngoại hình ấy mà các bạn quá béo ấy, thì có một điều chắc chắn, đó là nếu như mà các bạn giảm cân thành công thôi ấy, thì các bạn đã đẹp lên 1 tỷ lần rồi ấy. Như mình như này trước thì mình cũng rất là tự ti về việc là mình rất là béo, và đương nhiên lúc mà mình béo thì mình chả có ai để ý đến mình cả. Và mình đã giảm cân thành công với cả Coffee Idol Slim. Cái này ấy, thì mình có tư vấn cho các bạn qua Insta của mình Phương Thảo chấm dâu y nhé. Nên là nếu như bạn đang muốn giảm cân và cải thiện ngoại hình thì đừng ngại, hãy nhắn tin cho mình sẽ cố gắng trả lời hết các bạn. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình Phương Thảo chấm dâu y. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.